Giai đoạn này mà chúng ta đi mua TV Sony thì hết sức lưu ý cái việc mà trà trộn giữa hàng đã qua trưng bày hoặc là hàng đã qua sử dụng vào trong những lô hàng mới là rất nhiều. Đặc biệt là TV Sony thì mọi người thấy rằng là cái việc reset giờ ấy, cái giờ xem ở trên trên bên trong TV nó rất dễ. Nên là đa phần nếu khách hàng mà chỉ kiểm tra theo phương pháp đó thôi thì rất dễ có thể là bị uh, sử dụng lại những sản phẩm mà đã qua trưng bày là bình thường. Và đối với những cái sản phẩm mà về bên em cũng thế thôi Bên em cũng phải kiểm tra kỹ lắm à, Giai đoạn này là nó sắp sửa về cái mẫu mới 2024 rồi Nên là những cái lượng hàng tồn cũ Những hàng mà đã trưng bày rồi ở các siêu thị nó nhiều vô kể mọi người ạ Nó nhiều lắm à, Nên là bản thân bọn em cũng có thể là bị nhập phải những cái lô mà đã có trưng bày là bình thường ấy Người ta vẫn trà trộn một vài chiếc vào Ví dụ như là kiểm tra ở cái lô mà dòng X85L này bên em đang thấy ở đây là có vẻ như là cái vỏ nó không còn được zin nữa nên là em đoán chắc có thể là sẽ bị lẫn cả hàng trưng bày nên là bên em kiểm tra rất là kỹ vào bên trong thì có một cái phương pháp mà em đã chia sẻ cùng với mọi người trên kênh ấy, đó là mọi người có thể kiểm tra ngay cả những cái vị trí mà người ta bắt vít ví dụ như là là treo tường cái phần ốc bốn ốc treo tường hoặc là cái giá để chân ví dụ như mô ví dụ như là cái mô đen này cái chân đế thì cảm giác như là nó đã có cái vết được cắm vào rồi mọi người Tại vì là đối với TV Sony thì nó cái chân của nó là chỉ là chân chân cắm rồi thôi, sau đó rút ra chứ nó không có ốc vít gì cả. Mà nó cắm vào xong rút thì kiểu gì nó cũng vết. À, nhìn thấy cái vết đen ở, ở góc bên này nó rất là rõ nên là có vẻ như em cảm giác như mô đen này có thể là bị sử dụng rồi. Mà TV mà đã cắm chân rồi thì chỉ có trưng bày hoặc là sử dụng thôi chứ không ai mà người ta kiểm tra TV mà sử dụng đến chân này đâu. Nên là em rất là nghi ngờ ở ở phần cái chiếc này thì em sẽ thử lấy cái chân ra xem mà, xem họ cắm chưa mọi người nhé. thì uh, lấy cái chân ra thì có vẻ như là cái chân này lại là mới cứng mọi người ạ. cái chân này là cũng chưa có vết cắm nhưng mà rất là tinh vi. À, có thể là họ đổi chân khác. À, tức là họ sẽ sử dụng một cái chân khác để cắm vào đây. em đoán như vậy thôi. nhìn ở đây thì cái chân này có vẻ họ thay là chân mới này. đó, thế thì phải kiểm tra lên ốc thôi. đó, phải kiểm tra từ ốc thì đây cái túi ốc thì đã bị bị cắt rồi túi ốc là chắc chắn là cái túi ốc này bị cắt mà pin này còn tháo rời ra rồi nữa này pin ấy mới cứng là nó sẽ ở trong túi và hai quả nó liền ở trong một cái túi ốc này là bị vặn rồi đấy mà người thấy không là nó đã vặn ốc rồi thậm chí là còn để lại vết cắt đối với những chiếc tv như này thì nó 100% trăm là trưng bày rồi à, có thể là hãng họ sử dụng mục đích trưng bày để quay sản phẩm hay là để cho các bạn bán hàng À, các bạn để review sản phẩm gì đó em không biết nhưng tóm lại sản phẩm này thì không thể nhận được rồi đó, sản phẩm này là như bên em là sẽ quay đầu Giả lại nhà sản xuất nhá không 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 nhận sản phẩm này à, và đối với tivi này hoặc là tivi oled ấy là bên em kiểm tra cực kỳ kỹ từng chiếc một bây giờ nói thật ra là không tin được ai hết nhà nhà cung cấp không tin được nên là cứ phải kiểm tra kỹ từng chiếc một đó thì uh, giai đoạn này là sony mọi người nên cảnh giác nhá, rất nhiều đặc biệt là những dòng này hoặc là những dòng đời sâu ví dụ như dòng đời ca ấy, đây mới là dòng L thôi là, là 2023 thôi chứ còn nếu mà là dòng K ấy, thì mọi người gặp còn nhiều nữa những cái model hot như là dòng X90K nhé hoặc là X80K ấy, là những cái model mà nhiều hàng trưng bày vô kể luôn nên là khi chúng ta mua thì chúng ta nên kiểm tra kỹ nên còn kiểm tra bằng cái giờ xem ở bên trong TV nó không chính xác đâu mọi người reset cái là hết ngay nên là chúng ta để hết sức lưu ý đối với dòng TV Sony nhé rất là cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.